Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, ngay trong ngày đầu tiên của năm 2024, Nhật Bản đã phải hứng chịu trận động đất kinh hoàng lên tới 7,5 độ Richter, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, phá hủy các tòa nhà và đường xá, đồng thời khiến hàng loạt gia đình bị mất điện trong khi nhiệt độ thấp dưới mức đóng băng. Trước khi trận động đất xảy ra, một số đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh tượng lạ trên bầu trời khiến dư luận phải chú ý. Cảnh tượng lạ trước khi xảy ra động đất kinh hoàng tại Nhật Bản. Vào lúc 16 giờ 10 phút giờ địa phương, Nhật Bản đã phải hứng chịu một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter có tâm chấn sâu 10 km tại khu vực thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa. Với cường độ mạnh, trận động đất này đã kéo theo hàng loạt rung chấn đáng chú ý. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo cấp cao về sóng thần tại các khu vực ven biển và cho biết sóng tại khu vực Noto có thể đạt mức 5 mét. Trong khi tình hình về trận động đất, sóng thần tiếp tục được triển khai, một số cư dân mạng cũng đã đăng tải các đoạn video đáng chú ý và cho biết đây là các hiện tượng lạ xảy ra ngay trước trận động đất. Đây đều là những hiện tượng kỳ lạ chưa từng xảy ra trước đó nên mọi người vô cùng sửng sốt. Đầu tiên là đoạn clip ánh sáng lạ trên trời bay với tốc độ nhanh. Thoạt nhìn nó như một ngôi sao băng hay thiên thạch bay ngang bầu trời, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là âm thanh lớn đi kèm đó. Một clip khác cũng được chia sẻ rầm rộ không kém là cảnh tượng hàng nghìn con quạ tụ tập trên bầu trời, bay xa xuống rồi lại vút lên cao. Chim là loài đi theo đàn, nhưng một đàn chim đông đến đèn kịt như vậy lại có vẻ bay vô định khiến người chứng kiến rất sợ hãi. Tiếng hét của người quay clip khiến cư dân mạng cũng phải sờn da gà theo. Rất nhiều dân mạng tin rằng những hiện tượng kỳ lạ kể trên là dấu hiệu cho thấy thiên tai sắp đến gần. Bởi động vật là loài có thể cảm nhận được tai họa thiên tai sớm hơn con người. Trong quá khứ, nhiều lần các loài vật có hành động lạ ngay trước khi thiên tai ập đến. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là phỏng đoán của dân mạng, chưa có cơ sở để khẳng định. Giới chức trách Nhật Bản hiện tại cũng chưa phản hồi về vấn đề này. Từ ngày 1 tháng 1, Nhật Bản đã phải hứng chịu ít nhất 155 trận động đất, bao gồm cả trận mạnh đến 7,5 độ Richter vừa qua. Quốc gia này đã phải đưa ra cảnh báo sóng thần, sơ tán hàng trăm nghìn người dân để tránh thiệt hại về người. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, sóng ở khu vực Noto có thể lên tới 5 mét. Trong cuộc họp mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, chúng tôi đã ghi nhận những thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm cả những người thương vong, các tòa nhà bị hư hại và tình trạng hỏa hoạn. Chúng tôi đang tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân trong vụ thảm họa này. Người Việt kể phút tháo chạy động đất kinh hoàng, đường nứt toác ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản, rất đông du học sinh, thực tập sinh đang sinh sống và làm việc. Dù đã từng trải qua các lớp huấn luyện ứng phó thiên tai từ trong nước, thế nhưng khi đối diện với tình hình thực tế, không phải ai cũng hoàn toàn giữ được bình tĩnh đối diện. Trong trận động đất xảy ra mới đây, người Việt sống gần tâm chấn động đất ở Nhật Bản cảm nhận rung lắc dữ dội, vội tháo chạy đến nơi an toàn. Họ trông thấy một vài căn nhà xung quanh bị hư hỏng, những con đường xuất hiện vết nứt lớn. Trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra vào lúc 16 giờ 10 phút, tức 14 giờ 10 phút theo giờ Việt Nam, trong ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng 1, khiến Đỗ Phương, sinh năm 1997, sống tại thị trấn Nakanoto, tỉnh Ishikawa, vội tháo chạy ra ngoài, chỉ kịp mang theo giấy tờ cá nhân. Khu vực cô gái Việt sinh sống thuộc tâm chấn động đất ở vùng Noto, tỉnh Ishikawa. Phương kể, bát đũa, vật dụng trong nhà rơi vỡ xáo trộn. Rung lắc dữ dội khiến tôi cảm thấy chóng mặt kinh hoàng. Và cho biết sau 5 tiếng, dư chấn vẫn chưa dứt hẳn. Một vài ngôi nhà xung quanh hư hỏng nặng. Hơn 4 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên cô trải qua một trận động đất mạnh đến vậy. Những lần trước, động đất diễn ra trong đêm và rung lắc nhẹ khoảng 1 phút. Phương sơ tán đến nhà văn hóa cách đó không xa, bên trong có sẵn chăn gối, thức ăn nhẹ và nước uống. Không riêng cô, một vài người dân địa phương cũng đang tạm cư trú tại đây chờ tình hình tiếp theo. Cách đó 100 km, Kim Chi sinh năm 1994, đang làm việc trong một công ty thực phẩm ở Hakusan, tỉnh Ishikawa, cảm thấy sàn nhà rung lắc mạnh, khiến đầu óc cô quay cuồng. Hai trận rung lắc nhẹ kế tiếp, điện thoại cô và đồng nghiệp ngay lập tức vang lên cảnh báo động đất và sóng thần. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo, sắp có rung chấn mạnh, hãy bình tĩnh và tìm nơi trú ẩn gần bạn. Trong một cảnh báo sóng thần, họ yêu cầu người dân sơ tán ngay lập tức ra khỏi các vùng ven biển và ven sông đến một địa điểm an toàn hơn. Do chỉ cách bờ biển 500 m, đe dọa nguy cơ sóng thần, công ty của Chi vội tìm cách sơ tán nhân viên. Trong khi đó, đợi tình hình ổn định, cô đạp xe hơn 2 km từ công ty về ký túc xá. Cô cho biết mới sang Nhật Bản được 6 tháng theo diện thực tập sinh mà đã trải qua một trận động đất nhớ đời. Trước khi sang Nhật, cô đã tham gia khóa học bảo vệ bản thân khi có thiên tai xảy ra.
nghiệp đoàn và công ty liên tục trấn an, thông báo khẩn, dặn cô và mọi người chuẩn bị một số đồ thiết yếu như hộ chiếu, thẻ cư trú, tiền mặt, đồ ăn và nước uống, sẵn sàng trong mọi tình huống sơ tán. Chị kể, họ hỏi thăm tình hình, nhắc nhở nếu gặp sự cố phải liên lạc ngay để kịp thời được hỗ trợ. Người thân ở Việt Nam biết tin cũng liên tục gọi điện và nhắn tin. Tôi thông báo đã ổn định. Theo Reuters, đài truyền hình NHK đưa tin, trận động đất có cường độ ban đầu là 7,6 độ đã gây ra các đợt sóng cao khoảng 1 mét dọc theo các khu vực của bờ biển Nhật Bản và dự kiến sẽ có đợt sóng lớn hơn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA đã phát cảnh báo sóng thần ở các tỉnh Ishikawa, Niigata và Toyama có khả năng xảy ra sóng cao hơn 3 mét. Chính quyền kêu gọi người dân cảnh giác về những trận động đất tiếp theo và sơ tán càng sớm càng tốt. Chạy, một cảnh báo màu vàng sáng lóe trên màn hình TV và điện thoại khuyên người dân gần bờ biển phải sơ tán ngay lập tức khỏi nhà của họ. Hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy một tòa nhà sụp đổ trong đám bụi dày đặc ở thành phố ven biển Suzu và một vết nứt lớn trên đường ở Wajima. Trận động đất cũng làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Tokyo, cách Wajima khoảng 500 km ở bờ biển đối diện. Khoảng 33.500 hộ gia đình ở khu vực gần tâm chấn đã bị mất điện. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra dọc bờ biển Nhật Bản trong phạm vi 300 km từ tâm chấn trận động đất. Lê Tuấn Anh sinh năm 1995 bàng hoàng khi thấy những con đường gần nhà xuất hiện vết nứt lớn, bờ biển cách nhà chưa đến 500 mét bỗng trở nên giận dữ. Các tuyến tàu nhanh chóng dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Khi đang nằm, anh cảm nhận rung lắc nhẹ từ 3 đến 4 phút, cứ nghĩ sẽ như những trận động đất khác. Tuy nhiên hai lần rung lắc mạnh tiếp theo, điện thoại vang lên hồi tiếng cảnh báo. Đồ đạc trong nhà rơi vỡ tứ tung, anh vội chui xuống gầm bàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã phát đi thông báo bảo hộ công dân tại khu vực xảy ra động đất và sóng thần tại các tỉnh ven biển Nhật Bản. Theo đó, Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam sinh sống tại các khu vực dự báo cần tuân thủ các biện pháp cảnh báo của phía Nhật Bản, nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân liên hệ tới số máy bảo hộ công dân hoặc đầu mối phụ trách cộng đồng người Việt tại địa phương gần nhất. Là quốc gia nằm dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương, một khu vực hình móng ngựa theo vành đai Thái Bình Dương, nơi có nhiều động đất và núi lửa phun trào nhất thế giới. Trong thực tế, 81% các trận động đất lớn nhất thế giới xảy ra ở vành đai hoạt động này. Chính vì vậy, mỗi năm Nhật Bản trung bình hứng chịu 126.000 trận động đất. Cứ trung bình 4 phút có một trận động đất ở các cấp độ khác nhau. Những thông tin mới nhất liên quan đến động đất Nhật Bản sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!